Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình, đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm món bánh khoai mì nướng với đậu xanh. Nếu anh chị em và các bạn nào thích món bánh này thì mời vào bếp cùng làm với mình nhé. Đây là 200g đậu xanh. Phần đậu xanh này thì mình đã ngâm với nước ấm 2 giờ và mình đã vớt ra để cho ráo. Mình cho cái phần đậu xanh này vào nồi. Mình cho 400ml nước vào chung với cái đậu này. Cho vào đây tí xíu muối, khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Mình cho vào đây một ít lá dứa hay còn gọi là lá nếp để mình nấu cho nó được thơm. Mình sẽ nấu đậu với lửa trung bình cho đến khi đậu cạn nước. Khi đậu nó cạn nước như thế này thì mình sẽ đậy kín nắp lại, tiếp tục nấu với lửa thật nhỏ cho đến khi đậu chín là được. Đậu từ lúc cạn nước cho đến bây giờ được 5 phút, mình sẽ kiểm tra đậu này. Mình bóp thử cái hạt đậu, nó mềm như thế này là đậu đã chín. Mình bỏ cái lá dứa. Khi đậu còn đang nóng thì mình dùng đũa và mình đánh liên tục như thế này. Đánh đậu cho thật là mịn. Đậu sau khi được đánh nhuyễn như thế này thì mình sẽ để cho đậu thật nguội. Sử dụng cái dừa này là dừa rám vỏ, dừa ăn xôi đó các bạn. Và các bạn thấy đó, cái dừa này nó mềm cho nên mình bào rất là dễ. Mình đã bào được 100g dừa đó các bạn. Đây là 1kg khoai mì. Cái phần khoai mì này thì mình bỏ vỏ rồi, mình mới cân nó là 1kg. Và khoai mì thì nó rất là ngon nhưng nó cũng rất là độc. Cho nên mình đã ngâm khoai mì với nước lạnh một đêm. Và để làm cái bánh ngon thì các bạn chọn cái khoai mì nó to như vậy nè. Và khi mà mình ngâm một đêm á, nó sẽ nứt ra như thế này. Thì khoai như vậy nó sẽ có nhiều tinh bột, nó sẽ ngon. Khoai mì này thì mình có thể mình bào. Trước đây thì mình cũng ưa bào lắm các bạn. Nhưng sau này mình thấy mình xay nó cũng rất là ngon. Cho nên hôm nay thì mình sẽ xay cái khoai mì này. Và mình cắt cái khoai mì này ra nhỏ nhỏ. Mình loại bỏ cái chỉ ở bên trong cái khoai. Cái phần chỉ này mình bỏ đi. Và mình đã cắt xong 1kg khoai mì như thế này. Mình cho khoai mì này vào cái cối. Và mình chia ra làm nhiều lần để mình xay. Mình sẽ cho cái khoai mì này ra cái thau. Và mình xay như vậy cho đến hết số khoai mì. Mình cũng đã xay xong 1kg khoai mì đó các bạn. Để cho cái tinh bột nó lắng ở bên dưới đáy tô rồi mình sẽ lấy làm bánh luôn nha các bạn. Và mình sẽ chắc bỏ cái nước trong này đi. Cái nước trong này nó làm cho cái bánh của mình nó hơi bị đắng đó các bạn, không có ngon. Mình lấy cái phần tinh bột khoai mì này cho vào đun chung với khoai mì.
cho đậu xanh vào chung với khoai mì. Mình cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, cho 70g đường vào chung. Mình cho 150ml sữa đặc có đường vào chung với cái thau khoai mì này. 50g bơ này thì mình sẽ cho vào trong khoai mì khoảng chừng 30g và mình chừa lại một ít để mình thoa khuôn và đánh lên mặt bánh. Bơ này thì mình cũng đã cho ra ngoài tủ lạnh 1 giờ để bơ mềm. Mình cho cái dừa bào sợi này vào. Nếu các bạn không thích ăn dừa hoặc không có chuẩn bị thì mình cũng không cho. Mình cho 400ml nước cốt dừa. Cái nước cốt dừa này được ép ra từ dừa khô, mình không có cho thêm nước để bánh được ngon. Các bạn cũng có thể tăng hoặc giảm cái lượng dừa. Mình cho 400ml nước cốt dừa vào chung với cái thau khoai mì này. Mình trộn cho thật là đều. Nếu như mình thích cái bánh nó có màu vàng đẹp thì mình có thể cho vào đây tí xíu bột nghệ. Nếu các bạn không thích thì mình cũng không cho. Mình trộn thật đều. Hiện nay thì mình làm nóng lò ở nhiệt độ 180 độ C được 10 phút. Và khuôn thì mình cũng đã làm nóng, thoa bơ và lót giấy. Mình sẽ cho cái khoai mì này vào trong khuôn. Và khuôn mình sử dụng ở đây có size là 20cm đó các bạn. Mình rửa cho cái khoai mì này nó đều ra. Cái bánh này nó không giống như những cái loại bánh khác, nó cần cái thời gian để nướng lâu hơn, cho nên mình dùng giấy bạc để mình bọc kín cái miệng khuôn lại. Hiện nay thì mình đã làm nóng lò được 15 phút, mình sẽ mang bánh đi nướng. Sau khi làm nóng lò ở nhiệt độ 180 độ C được 15 phút, mình sẽ cho bánh vào để nướng. Mình đặt bánh ở rãnh thứ hai từ dưới lên và mình sẽ nướng ở nhiệt độ này trong 70 phút rồi nướng tiếp. Sau khi nướng bánh được khoảng 70 phút thì mình sẽ mở cái miếng bạc này ra và nướng bánh tiếp. Mình sẽ tiếp tục nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C thêm 20 phút nữa. Bánh sau khi nướng thêm được 20 phút thì bánh nó bắt đầu nó vàng như thế này nè các bạn. Mình dùng bơ thơm quét lên trên mặt bánh. Mình cho bánh trở lại lò và nướng thêm 10 phút nữa là bánh chín. Bánh như thế này là đã được, mình đã tắt lửa lò nhưng vẫn để đèn để các bạn nhìn cho rõ. Mình để bánh trong lò thêm 15 phút nữa rồi mới lấy bánh ra ngoài. Bánh này sau khi mình để trong lò thêm 15 phút thì mình sẽ lấy bánh ra ngoài. Mình để cho bánh thật là nguội thì mới đi cắt bánh nha các bạn. Đây là mấy cái miếng cơm dừa mình cắt thành hoa để trang trí cho bánh được đẹp hơn. Bánh này mình đã để cho bánh thật là nguội. Và các bạn thấy đó, cái màu bánh nó vàng rất là đẹp. Mình sẽ lấy cái bánh này ra. Và cái bánh mà mình để tới giờ này đó các bạn,
nó dẻo cái bánh lại rất là ngon. Mình cho ít cái bông dừa này lên trên để cho nó đẹp. Đây, khi mà mình cho dừa sợi vào trong cái bánh thì khi mình nướng ra nó đẹp như thế này nè các bạn. Và mình ăn nó cũng rất là ngon. Nó sật sật và nó béo. Mặt bánh cũng vàng đẹp ha. Như vậy là mình vừa chia sẻ cùng với các bạn cách làm món bánh khoai mì nướng với đậu xanh rất là ngon. Chúc các bạn làm được một món bánh thật ngon nhé!